Quý vị khán giả thân mến, với những tác phẩm mang tính thời sự, nhân văn và rất dễ cảm, những sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh đã gây được những ấn tượng mạnh đối với khán giả. Và mới đây, ca khúc Người Khác của nam ca sĩ đã được ban nhạc Đức Bato cover lại với một phong cách hoàn toàn khác biệt. Bato Ben không phải là một cái tên quá nổi tiếng trên thị trường âm nhạc quốc tế, nhưng gần đây nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam thông qua các bản cover nhạc Việt. Bản cover ca khúc Người Khác của nhóm nhạc Bato đã gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát trau chuốt và đầy cảm xúc của 5 thành viên trong nhóm. Mặc dù không thành thạo tiếng Việt nhưng cách xử lý bài hát, những đoạn luyến lấy và cao trào của ban nhạc đều được khán giả đánh giá cao. Trước đó, nhóm được chú ý qua bản cover Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP. Nhiều khán giả Việt sau khi thưởng thức một phiên bản mới của ca khúc hit do Sơn Tùng thể hiện đã bày tỏ mong muốn Bato Ben cover thêm nhiều ca khúc V-pop. Có lẽ đó là lý do để bản cover Người Khác ra đời.